Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của channel bán linh kiện.vn chuyên mục review. Hôm nay, mình và các bạn cùng nhau review, đánh giá và trải nghiệm trên chiếc máy tiện mini này. Một chiếc máy tiện đang khá là hot trên thị trường để xem với chiếc máy tiện mini sử dụng động cơ 775 này thì có mạnh và có xứng đáng với giá tiền 750.000 đồng không nhé. Và đây chính là chiếc máy tiện mini có kích thước cũng khá là nhỏ gọn. Đi kèm theo chiếc máy tiện là một chiếc nguồn adapter 12V đến 24V. Chiếc nguồn này thì mình thấy khá là giống một chiếc nguồn đa năng khi có thể điều chỉnh được các mức điện áp đa dạng từ 12, 15, 16, 18, 19, 20 và 24V với dòng là từ 4 đến 4,5A. Tiếp theo là hai giao tiện, một chiếc đầu bằng và một chiếc đầu chéo và ba đầu chụp tròn với kích thước đường kính từ 12, 16 đến 22. Các bạn có thể sử dụng đầu này để tiện hình tròn. Một lưỡi cưa và một lưỡi để mài. Một thước kẹp 8mm bằng nhựa để các bạn có thể tiện đo kích thước. Và cuối cùng là một lục lăng và đầu vằn vít. Và trên đây là tất cả những sản phẩm trong bộ máy tiện mini. Đầu tiên về thiết kế thì chiếc máy tiện này có thiết kế khá là đẹp với bộ vỏ bên ngoài được làm bằng mica trắng. Có kích thước chiều dài là 300mm. Với kích thước này thì các bạn có thể tiện với chi tiết có độ dài là 130mm, tiếp theo chiều rộng là 65mm và chiều cao là 70mm. Và tiếp theo là đầu kẹp mũi khoan, kẹp được các mũi khoan có kích thước từ 0,6 đến 6mm. Còn đây là trục để giữ phần còn lại của chi tiết điện, có đường kính vòng bi là 12mm, được cố định bằng ốc vít nên rất chắc chắn. Còn đây chính là động cơ 775 đầu trục tròn với tốc độ vòng quay lên đến 18.000 vòng trên 1 phút đi kèm với chiếc nguồn khá là xịn sò. Mình tin chắc chiếc máy tiện này sẽ có một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Ở hai cạnh bên của động cơ được tích hợp thêm một cổng jack DC để cắm nguồn và một công tắc để bật tắt. Phía mặt đáy được dán hai tấm cao su mỏng có tác dụng làm giảm độ rung và tiếng ồn trong khi sử dụng. Và vừa rồi là những thông tin về chiếc máy tiện mini này. Bây giờ mình và các bạn cùng nhau tiện thử trên chiếc máy này nhé. Đầu tiên thì mình cấp nguồn và mình chọn ở mức 24V để máy hoạt động ở mức tối đa công suất. Mình sẽ tiện với những miếng gỗ này có chiều dài là 120mm. Các bạn dùng những tấm gỗ càng chắc thì khi tiện sẽ càng dễ và đẹp. Mình sẽ lấy tâm của hai đầu miếng gỗ này để gá vào chiếc máy tiện. Mình sẽ nới lỏng hai đầu này của chiếc máy tiện ra để gá miếng gỗ vào. Bây giờ mình sẽ lắp mũi khoan này vào đầu kẹp khoan. Các bạn nhớ dùng vít và vít thật chặt lại nhé. Với những bạn chưa từng tiện bao giờ thì những đường tiện đầu tiên, các bạn cho dao ăn ít vào miếng gỗ và di chuyển dao từ từ như mình. Và các bạn nhớ cầm thật chặt con dao tiện nhé, để tránh trường hợp cầm không chắc bị dao bắn ra ngoài. Với chiếc máy tiện mini này, các bạn hoàn toàn có thể tạo được những đường nét hoa văn đẹp theo ý tưởng của các bạn. Mình dùng giấy ráp mịn này để đánh bóng và làm mịn bề mặt gỗ. Ngoài ra thì các bạn có thể dùng thêm sơn để tạo thêm độ nhẵn và độ bóng loáng hơn. Như vậy là đã xong. Đây chính là thành quả của mình sau một hồi khá là lâu. Nhìn cũng khá là đẹp. Ở đây mình không có sơn để sơn lên nên nhìn màu gỗ khá là nhạt. Các bạn làm tại nhà có thể dùng sơn để cho chuốt hơn thì sản phẩm sẽ được đẹp và bắt mắt hơn. Và mình có một lưu ý an toàn cho các bạn khi tiện, đó là tuy chiếc máy tiện này chỉ là chiếc máy tiện mini, tuy nhiên vòng quay của động cơ 775 này rất là lớn nên khi tiện các bạn cần phải gá thật chặt chi tiết tiện
để tránh trường hợp bị lệch và văng ra ngoài. Khi tiện xong thì bụi từ gỗ bám vào khá là nhiều nên các bạn có thể tháo nắp bảo vệ động cơ ra để lau chùi cho sạch. Và còn một tính năng nữa mình quên chưa giới thiệu cho các bạn, đó là có thể dùng máy tiện này để cắt gỗ. Tuy nhiên mình đã thử lắp lưỡi cưa và cắt thử thì mình thấy không được khả thi cho lắm. Phần trục lưỡi cưa với bề mặt dạo đỡ động cơ khá là gần nhau nên chúng ta chỉ có thể cắt được những tấm gỗ mỏng, và phần không gian để cắt cũng khá là hẹp nên mình thấy tính năng này chúng ta cũng không nên sử dụng để tránh những rủi ro không đáng có xảy ra. Và như vậy là mình và các bạn đã cùng nhau review và tiện trên chiếc máy tiện mini sử dụng động cơ 775 này. Theo mình thấy thì với mức giá 750.000 đồng cho một chiếc máy tiện mini như thế này thì cũng khá là hợp lý, thích hợp với những bạn nào thích tiện đồ gỗ hay thích máy mò. Còn các bạn thấy sản phẩm này như thế nào? Hãy để lại ý kiến bên dưới video nhé. Nếu thấy video này hay, hãy để lại một like và một lượt đăng ký để ủng hộ bán linh kiện và không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.